Chúng ta tiếp tục luyện tập với công cụ pen này. Các bạn mở cái file hồng hà kẹt ra này. Chúng ta sẽ tạo cái vùng chọn bằng cái công cụ pen cho cái con hồng hà này. Dùng công cụ pen nhé. Đây, điểm này có thể chúng ta phải di chuyển nó lên trên mới thẳng được. Chỗ này có cái điểm cong ở đây, giữ chuột. Chỗ này có đoạn cong này. Chúng ta dùng Alt để tạo cái góc này, mình có điều chỉnh cái này. Nó ôm vào cái di chuyển này lên chút. Đấy, Alt điều chỉnh góc này. Khi vẽ bằng pen cho các bạn, chúng ta cố gắng là vẽ ít điểm, tạo ít cái điểm là nốt thôi. Càng ít thì hình của chúng ta sẽ càng mượt mà hơn. Dự án là cái điều chỉnh nó sát rồi, chỗ này vẫn buộc không thích điều chỉnh tầm cái lốt ở đây. Chỗ nào nhầm các bạn giữ control để di chuyển cái phím và cái điểm nốt này. Chỗ này hơi cứng, undo lại.
chuyện này này cứng quá, undo lại này, ta phải giữ chuột để cho nó tạo cái đường cong. Click tiếp này, click tiếp này, chỗ này hơi cứng này, chỗ này đoạn này thẳng này, chúng ta đẩy nó cong cái này một chút, nên chỗ này thì vẫn được, tạo cái điểm ở đây, tạo điểm ở đây, tạo điểm lên đây này, cong ra đây đó, chúng ta giữ chuột này, này có thể cong vào đây được này. Ok, này cong lên đây, chúng ta giữ Alt để điều chỉnh cái đoạn này, điều chỉnh nó vào, ôm sát vào cái nét. Đu lại nó nhầm quá, đu hoặc Alt à, hoặc là Ctrl Alt Z để chúng ta đu lại. Đây các bạn đưa chuột đến cái điểm cuối này, hình tròn này, click này. Chỗ này nó bị cong vào. Đã thì bổ sung thêm cái điểm pen vào đây bằng cách là add này, point này. Kích vượt này. Tạo một cái điểm pen này. Chân trôn di chuyển nó ra một chút. Đó. Gắn chân trôn click ra ngoài để thoát khỏi cái chế độ vẽ path này, là chúng ta zoom hình nhỏ lại chút. Bạn có thể bỏ cái background, những cái background chuyển thành này không này, bỏ cái dấu này đi. Đó, tức là chúng ta đã dùng cái đường pen để tạo một cái vùng chọn. Đây chúng ta có thể tạo cái vùng chọn này, nếu các bạn muốn chuyển thành cái vùng chọn, các bạn ấn phím Ctrl Enter nó sẽ chuyển thành cái vùng chọn như bình thường. Đó. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi bạn thực hành cái phần pen này, các bạn phải chú ý thực hành nhiều thì chúng ta mới có thể cái thao tác vẽ nó mới nhanh được và nó mới chuẩn xác được, bởi vì cái công cụ pen này được dùng rất nhiều trong Photoshop. Thì các bạn cố gắng thực hành nhiều hơn. Cảm ơn các bạn.